Rồi hôm nay em xin chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay ngày mới xin chúc cả nhà mình là ngày mới vui tươi, vạn sự bình an đó, làm ăn phát đạt nha. Rồi hôm nay thì em sẽ nấu cơm trưa nha cả nhà. Đó, em sẽ nấu cơm trưa, em mời cả nhà mình xem nha. Đó thì trong cái lúc cái thời gian mà nấu cơm trưa và đợi cho đoạn chín rồi đó, thì em sẽ kể cho cả nhà mình nghe một cái câu chuyện tình đẹp nha, của em nha. Đó thì cũng mong được sự ủng hộ của cả nhà mình đó, bằng cách là cho em xin một cái nút đăng ký đó, một cái lượt đăng ký và một cái nút cái lượt like nha. Thì đó cũng là cái động lực để giúp cho em ra nhiều video cho cả nhà mình tham khảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái công tác chuẩn bị nha. Rồi hôm nay sáng em đi chợ em chuẩn bị mua được một ít cá nè cả nhà. Đó, cá đồng nha, con thì goi goi thôi chứ nó cũng không bự mấy. Đó, một ít ếch, ếch này cũng ếch đồng nha. Đó, thì ở đây gồm có đồ bổi, gồm có đây rau mùi nè, rồi cà chua nè, đậu bắp nè, giá nè, rồi bông sô đũa dưới bình định đó, hay gọi là cù nèo nha, tay gọi cù nèo. Thì dưới đây ít sả làm nguyên liệu. Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết mình nấu nha, thì mời cả nhà mình xem ủng hộ nha. Để mình gắn lên cây quay nha, tại vì ở đây mình có mình ơn nè, hiện tại giờ ở nhà có mình ơn nè, con rồi nó đi học hết rồi. Em chút xíu nữa mình sẽ kể chuyện cho cả nhà mình nghe. Đó, thì bây giờ trước tiên vô thì mình sẽ nấu ăn trước đi. Mà cứ gớp hoài cả nhà, cây quay này nó cũng muốn tới gì vậy. Mình chỉnh lại cho nó ngang ngang tí cái nhà. Rồi giờ mình sẽ vô chuẩn bị nấu nha. Giờ mình mở lửa lên thì cái ớt này mình sẽ cháy cháy tỏi cho nó thơm nha, cá cũng vậy luôn, cháy cho nó thơm. Thơm thì nấu canh chua mình cháy tỏi gì để cho cá này nó săn lại cả nhà, săn lại nó dẻ chắc thịt nha, chứ nó thơm thịt nó rất là thơm luôn, nó khi mình ăn nó rất là thơm luôn, chứ mình không cháy thì mình ăn nó không có thơm nha cả nhà. Nó bán cái mùi tanh. Giờ mình mới đợi cho cái hồi đó cho nó nóng lên, gia đình bỏ miếng dầu vô nha. Bên đây tại cái nồi nó khô, bên đây cái nồi này nó còn nước nó ráo được. Thì nói chung mà không có ai quay ở nhà, gia đình mình quay cái mình lên thôi, có gì cả nhà mình cũng chịu khó xem giùm nha. Rồi bỏ chút xíu tỏi vô đây. Hãy
săn lại cho nó thịt nó thơm nha cả nhà. Để cho cá nó cũng rồi rồi thôi, cho nên mình để nguyên con luôn. Đó, hôm nay mình sẽ nấu canh chua nha. Tới cái bằng bên đây là mình sẽ trí con ếch này cho nó săn cái thịt nha. Đó, giờ mình sẽ xịt cái quay lại cho cả nhà mình xem nó dễ. Thì cái nồi này, cái nồi đất nung á cả nhà, cho nên nó hơi lâu một tí, cái độ nóng hơi lâu, tại vì mình nấu hai đoạn lượt cho nên mình để lửa cao quá thì mình không có xử lý kịp cái nó cháy. Rồi giờ mình sẽ cho miếng dầu vô. Cái thịt nó săn lại đó, nó săn cái thịt lại, nó mình ăn nó có cái độ dai rất là ngon nha. Nếu mà nó thơm cái thịt, nếu mà không cháy mình để giờ mình ớt luôn thì nó không có được thơm lắm. Nên ăn cái thịt nó không được dai như mình cháy nha. Rồi mình cho vô đây xả luôn, vừa lại miếng hơi nấu canh chua nha cả nhà cho nó thơm, vừa lại ngấp mình nấu canh chua. Rồi ở đây nước màu mình thắng nhà nghe, mình thắng mà nó màu thánh dáng chứ mình không có thắng đậm nha. Tại nước màu nếu mình thắng đậm quá mình ăn nó sẽ có cái độ nhẵn nhẵn, mình thắng nó giật giật thôi. Cái nồi của mình nó hơi chặt cái vải cái này. Rồi cho đây miếng bột ngon. Rồi để vô đây nước mắm nha cả nhà. Nước mắm này mình mua dưới hãng á, mình không có, mình xài nước mắm lứt nha, ở dưới hãng gần nhà mình có hãng nước mắm á. Mình mua ở dưới đó về mình dùng. Nói chung đặc biệt cái nước mắm này nếu cả nhà mình dùng không quen thì nó hơi bị mặn á, nó mặn hơn nước mắm công nghiệp ở ngoài nha. Rồi còn ít xả mình cho vô đây luôn cho thơm cả nhà.
cả nhà, cho nên cái nước của nó sẽ có cái màu đục đục một chút nha. Cả nhà mình xem cũng thông cảm, tại ở đây nhà em thích ăn me hơn là mình nấu bằng chanh đó, thì mình nấu bằng chanh hoặc là cái me sống thì cái nước nó không có đục hơn nha. Cái này cái me này thì cái nước hơi đục hơn chút. Nói chung là gà canh chua thì nó cũng hơi bị khó nấu đó cả nhà, tại vì cũng tùy theo cái khẩu vị của người ăn nữa. Ví dụ có người thì ăn là chua, có người ăn thì nó có cái hậu hơi ngót ngót, có người ăn thì nó không chua lắm đó. Thì nói chung nó tùy theo cái khẩu vị nha. Ở đây mình nấu theo cái khẩu vị của nhà mình đó, là nó hơi ngót ngót và là có cái độ chua nha. Rồi bây giờ để mình xếp cho miếng đường. Rồi thì ớt kho giờ nó cũng sôi lên đó, mình cho chút xíu nước vô cho nó chín thịt ớt nha. Thì đúng ra cái ớt này mình kho thì mình sẽ để thêm ớt nữa nó mới ngon, nhưng mà tại vì nhà mình con mình nó không ăn ớt được, mình nên mình không có để ớt cho người cả nhà. Bây giờ trong thời gian mà chờ đợi cái canh cá đồ chín thì mình kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện nha, chuyện tình đẹp đó, chuyện tình này là của mình luôn đó. Thì cái câu chuyện tình này nó xuất phát từ cái lúc mình đi bộ đội cả nhà, thì năm 22 tuổi đó, mình đi vô bộ đội. Thì trong bộ đội thì cả nhà mình biết rồi, thì quay đi nhìn lại thì cũng toàn là được cửa hết, không có một cái bóng phụ nữ nào đó, nhưng mà có chăng thì ta cũng ở cái khu khác chứ nó không có chung chạ được. Đó, thì nó buồn nhất là trong cái 3 tháng tân binh đó, thì xong 3 tháng tân binh rồi thời gian thì nó cũng trôi thì cũng nhanh, thì trước sau gì thì 3 tháng tân binh thì nó cũng trải qua đó. Thì bộ đội thì nói chung là ngoài học tập công tác đó, thì nó cũng phải có sự giải trí, nhưng mà giải trí giấc chiều thì nó cũng ít lắm. Ngoài thể thao rồi ra chút đỉnh thì buổi tối rất là buồn, cho nên mình thì cái hồi xưa cái thời của mình đó, thì nó cũng là nó chưa có hiện đại gì mấy, cũng chưa có điện thoại di động hay là gì đó. Chưa có điện thoại di động gì hiện đại cả nhà đó. Mình chỉ có điện thoại bàn thôi, mà lâu lâu mới được gọi một lần đó. Thì ngoài cái việc đọc báo nghe tin đó, thì chỉ có là xem đài, nghe đài FM tìm bản bốn phương đó, vậy thôi. Thì cũng chính vì cái tiền bạc muốn vương này cũng xuất phát cái chuyện tình từ đó. Đó thì cái đó thì cũng như là cái duyên trì định vậy các nhà. Thì nói chung là 3 tháng tân binh qua rồi á, thì ở đơn vị người ta cũng tổ chức cho mình về tranh thủ, đó là phép 5 ngày đó. Thì trong cái thời gian mình chưa về thì bạn mình nó về trước. Thì không biết ông ta đi đâu mà ông ta đi ngang một cái tiệm may đó. Thì nói chung là cũng trong đó có nhiều cô thiếu nữ học may đó. Thì trong đó cũng có bà xã hiện tại của mình đó. Thì ông mới vô, ông xin địa chỉ hết trơn, hết tất cả hết thảy các cô trong đó. Ông lên ông phát cho tất cả anh em ở trên đó. Đó, ai có nhu cầu thì ông phát hết thôi. Đó, mà trong đó có mình thì mình có viết một cái lá thư cho bà xã mình hiện tại đó. Thì nói chung thì cái nào thì nó cũng có cái lý do của nó. Trong cái thời gian mà mình trong cái lúc mình viết cái lá thư đó thì mình viết chỉ có một lá duy nhất cả nhà. Thì mình viết cái lá đó mình gửi đi thì không có nhận được cái sự hồi âm đó. Là không có nhận được sự hồi âm. Thì sau này mình mới nghe kể lại, là nghe bà xã mình nói lại là khi bà đọc cái lá thư đó, là bà đọc ở dưới cuối cùng là cái dòng tên đó, là cái tên của mình tên Cần, bà thấy kỳ kỳ quá, bà không trả lời đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì thấm thoát thì bẵng đi thì cũng 2 năm trời, thì mình cũng sức ngủ trở về đó. Thì nghĩ là nó cũng trôi qua rồi thì cũng đâu có qua lợi gì đâu, cũng không có thân thiết gì, cho nên thôi cũng không có màng tới.
màng tới gì hết cả nhà. À, thì cái lúc đó thì mình về mình đi xin việc làm đi. À, thì mình xin, nói chung là ở tỉnh mình xin hoài nó không có được, nó trời xui đất khiến hay sao không biết. À, mình mới qua trung tâm giới thiệu việc làm ở bên Vĩnh Long, ở bên đó mình mới xin. Đó thì nói chung mình xin đi vô làm công ty điện cơ, mà không biết sao mà nó xui khiến làm sao mà đưa mình vô công ty mai đó nha, không hiểu nổi luôn đó. Đây gọi là cái dịch vụ ma đó cả nhà. Đó thì mình chết cá này nghe cho nó đừng gã đó, người ta gọi đó là dịch vụ ma. Bởi vì mới nói rồi cái đầu đưa vô công ty mai mình là dân bộ đội ra là cầm súng thì biết, cho nên nói về cầm kim chỉ làm gì biết cả nhà. Thì đi vô đó thì quay qua quay lại thì mình chỉ có chọn được một cách là mình cầm cái bàn ủi nổi đó. Thì lúc đó là bà xã mình đó là lúc đó là bà ta vô bà làm rồi đó, thì cái lúc mình viết thư bà đâu có trả lời trả vốn, mà cũng đâu gửi hình qua lại đâu, mình cũng đâu có biết mặt mày mặt mũi bà ra sao đó. Thì thì nói chung là vô không biết xui khiến sao vô làm chung một chuyện luôn đó. Thì nó ngặt một cái là khi mà cái lúc mà mình giải lao rồi mình nghỉ đó, mình thanh niên mà cha chán mà cũng kề ghê ngẫm rồi này kia nọ, lại chọc ghẹo rồi đó, thanh niên mà chưa có gia đình gì hết. Thì cái lúc đó mình ngồi mình nói chuyện chúng nghe bả đó, chúng nghe bả thì nói chung thì bả cũng có kể rồi, hồi đó thì cũng có một cái người tên Cần viết thư cho bả gì đó, thì bả thấy tên vậy bả cũng ngồi âm nó bỏ một tủ luôn. Thì nói chung thì mình nghe vậy mình cũng bất ngờ, nói chung thì mình cũng nghi đó, không biết có phải như vậy không đó. Rồi đầu nữa đó thôi, vậy để mình đọc nữa cái câu nửa lá thư đầu, bả đọc phân nửa lá thư sau. Thì nói chung hai cái nó gấp lại nó trùng khớp cả nhà. Thì mình viết thư lúc nào ở cuối thư nó cũng có thư đi, phải có thư về, cho dù một chữ cũng là hồi âm đó. Thì nói chung bả đọc cái bài thơ đó gấp lại thì nó nghe bon, thì nó đúng là chính xác như vậy. Thì nói chung thì lúc đó như vậy thì nó cũng chưa phát sinh tình cảm gì cả nhà, nói chung cũng đâu có nói chuyện gì nhiều, cũng đâu gặp gỡ gì đâu. Thì mới vô thì chỉ biết là làm chung vậy thôi. Thì xui khiến không biết làm sao á, mà mỗi lần cuối tuần đi chơi đó, đi chơi thì mình là dân ở dưới tỉnh lên, thì mà cuối tuần thì dân ở địa phương đó người ta làm chung đó, người ta rủ mình đi vô trong nhà chơi thì mình mừng lắm, tại vì đi vô đó mình chơi rồi mình thư giãn rồi, chứ ở nhà trọ hoài riết nó cũng buồn đó. Thì người ta thì có xe Honda ta chạy cành vậy đó, còn mình thì nghèo mà, thì mình mua được cái xe đạp cũ cà tèn đó, mà mỗi lần đi chơi thì bà không có xe, mà mỗi lần đi là mình phải chở bà đó. Nó chở rồi tới mồ hôi mẹ mồ hôi con gì nó ra, mình mấy ướt chèm nhem vậy đó, nhưng mà cũng chở, mà tuần nào đi chơi cũng phải chở vậy đó. Nó nhiều lần như vậy cái nó phát sinh cảm cả nhà đó. Lúc đó đó nó mới phát sinh cảm, với cái lúc đầu thì nó không có gì gọi là phát sinh, nó đâu có liên quan gì đâu phát sinh. Rồi cái đầu một bữa đó là cũng là mình nhớ một cái buổi chiều đó, thì hồi xưa là đi làm là một tháng được mấy trăm ngàn á, thì lúc đó là nhiều dữ lắm rồi, 700-800 ngàn là lương cao dữ lắm rồi luôn rồi đó. Thì mình lãnh lương chắc chiều và lãnh lương đâu phải nhiều bây giờ, mình chuyển khoản rồi đâu cả nhà đó. Thì phát lương trực tiếp vô đọc tên thì nhận tiền chứ thôi đó, ai làm công đoạn gì nhiêu tiền nó quy ra nhận xong cái mình quyết định cầu hôn đó. Thì mình chạy ra chợ mình mua ở trước chợ, người ta bán đồ la đồ gì đủ thứ, gấu bông đủ thứ, mình ra mình mua gấu bông cho rẻ tiền, công nhân nghèo mà đó. Mình vô mình mới tỏ tình. Thì cái lúc đó mà cả nhà mình biết rồi, tập thể mà nguyên cái chuyện đó mới hì gấu gứt đó, ai cũng bàn tán xôn xao đó. Thì bắt đầu tới đó bắt đầu mới có cảm tình với nhau rồi. Cái đầu thì nó bẵn đi thì cũng cuối năm đó, Tết đến xuân về. Thì cái thời điểm đó bắt đầu nó hơi ít nước, cho thêm nước cả nhà. Cái thời điểm đó bắt đầu là cái công ty là người ta cũng nghỉ Tết và trả tự do cho mình đó. Thì lúc đó thì mình cũng về quê, bà xã mình bà cũng về quê, thì mình cũng về quê mà mình không có về quê của mình đó, mình về quê của bà chơi đó. Thì trên đường đi thì mình cũng nghe bà nói trời ơi ba của em khó lắm,
Đó, mình nghe nói thì mình cũng học phòng hồi hỏi biết sao. Đó, khi về tới nhà rồi á, cả nhà mình biết khi mình bước vô, bước vô nhà thì mình cũng hơi bị chạnh lòng một chút. Thì nói chung thì ngày xưa thì nhà tranh vách vách lá nó nhiều, nó đa phần thì dân nghèo không à. Thì mình nhìn vô mình thấy cái cảnh đó mình cũng chạnh lòng, tại giống với hoàn cảnh của mình đó. Thì mình cũng bớt lo lo cái là về vật chất thì nó cũng tương đồng tương xứng với nhau đó, mình không có lo cái trường hợp người ta nghĩ mình nghèo này kia nọ đó. Mà nói chung là mình cũng lì lắm cả nhà, nghe nói lì, nghe nói mà khó khó chứ mình cũng thử đại chứ giờ biết sao giờ. Thì về tới nhà đó cả nhà mình biết là đi vô cái quãng đường từ đầu lộ 16 đi vô tới chợ Tân Bình, rồi qua phà Tân Bình rồi đi vô trong Nhân Bình, cho tới quãng đường mình đi lần đầu tiên nó rất là xa, mà ban đêm 1 giờ sáng mà cả nhà biết đường vắng hoe không có cái bóng đèn đó, tới hiện tại bây giờ nó cũng vậy luôn đó. Thì mình vô đó cái đầu mình cũng lì lắm, thì vô mình gặp cái ông Nhạc tương lai đó, ổng cũng cười. À, mình cũng thưa cũng giới thiệu qua lại xong mà mình lúc đó cũng lì, ổng kêu ổng chăm mình trà, ổng kêu mình ngồi, mà ai mà dám ngồi cả nhà, mình nhỏ mình đâu dám ngồi ngang hàng uống trà với ổng đâu. Nói chung hồi nhỏ cái thời của mình là nó nhát lắm chứ không phải như bây giờ đó. Cái đầu mà mình cũng lì đó, mình cũng đứng nha, 1 giờ sáng vậy là mình đứng phanh tay, mình mới thưa đó, thưa bác. Đó thì con với em ở đây thì cũng quen nhau, nó cũng cả năm rồi thì cũng có tình cảm với nhau, nếu hai bác không chơi thì cho con xin phép đưa cha mẹ con qua là chơi một chuyến. Thì nói chung lúc đó dạy gái thì dạy gái thiệt nhưng mà cũng còn khôn cả nhà, là nói đưa qua chơi một chuyến thôi chứ chưa nói cứ hỏi gì hết. Thì ở trong bên gia đình của ông Nhạc thì ổng cũng chịu, ổng gật đầu. Thì lúc đó mình thấy nhẹ nhẹ rồi, cái đầu mình đưa cha mẹ em tới, thì nói chung là qua thì thấy hai bên gia đình đều hợp nhau quá, nội ngoại hai bên cũng hợp luôn đó. Rồi cái đầu là quyết đầu tiến tới hôn nhân cho tới bây giờ luôn đó cả nhà. Thì nói chung cái chuyện tình của mình là nó kết thúc nên như vậy đó, nói chung là mình nghĩ là nó cũng là duyên trời định, cả nhà thấy rõ ràng chưa. Từ lúc mà viết thư bạn bốn phương rồi là không trả lời cho nhau, mà đến nỗi đi làm mà nó trắc trở rồi phải lên chỉnh rồi làm chung với nhau mà không biết luôn đó, mà mình nghĩ là nó chỉ là qua lo thôi chứ không nghĩ là tiến tới hôn nhân như bây giờ. Nhưng mà được cái là bên gia đình của bà xã mình thì ai cũng hiền hết cả nhà, dùm cũng mình bên mình cũng vậy đó. Thì cái chuyện tình nó chỉ vậy thôi, bây giờ mình quay qua nấu ăn nè, nó nãy giờ lo nói không lo kể chuyện không đó. Thì bây giờ cái ớt này thì mình kho sả, thì giờ mình kho bây giờ thì cái nước nó cũng tạm ổn rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ để cho nó kẹo một chút nữa cho nó ngon nha. Bây giờ mình phải chuyển qua cái nồi canh chua nè đó. Chua bây giờ mình sẽ nêm nếm đó nha, nãy mình bỏ me vô rồi đó, bây giờ sẽ nêm cho nó là một miếng bột ngọt. Ở đây mình thì mình xài bột ngọt ít lắm, không xài nhiều đó, muối bỏ nó mặn mặn ăn cho đỡ hao cả nhà ơi. Nhưng mà bỏ gì anh cũng dễ nêm lắm. Canh chua thì dứt khoát là nó sẽ là rất là hao đường nha, nếu cả nhà mình nấu cũng tùy theo mọi người nha, nhưng bên đây mình nấu canh chua nó rất là hao đường, nếu nó không hao đường thì nó không ngon đâu. Rồi khuấy lên, thì cũng mong cả nhà mình xem mình ủng hộ kênh nha, bằng cách mình nhấn vào cái nút đăng ký kênh đó, và mình cho mình xin cái lượt like nha đó, cho xin lượt like này nè. Rồi giờ mình sẽ bỏ đồ bổ vô nghe nha, bỏ đồ bổ vô cái đầu, tại vì mình không có niêm trước được, tại vì nếu mình bỏ đồ bổ vô nó sẽ lạc nha, cho nên mình bỏ đồ bổ mình niêm. Giờ mình bỏ giá vô nè, ở đây nhà mình thì thích ăn giá cho nên bỏ giá nhiều chút. Rồi tính là cái bông sao đỏ,
cái này mình bỏ bỏ chứ hơi sạch bếp à. Đó, nó không có thấy bỏ dùng vậy đó, cả nhà mình thấy nó bung gì vô chứ chút xíu nó sạch bếp chừng. Cái này thì hồi nãy đầu tiên là mình chỉ tỏi mỡ cá rồi cho nên hiện tại giờ nó không còn tỏi mỡ trong cái nồi canh chua đó, cho nên đó là mình không có cháy tỏi mỡ đó nghe cả nhà đó. Thì hồi nãy giờ trong thời gian mình chờ đợi anh bỏ đậu bắp vô, mình chờ đợi thì đậu bắp nó cũng chín đó. Bây giờ mình sẽ bỏ một chút cù nèo với Bình Định vô. Thì cái này mình bỏ vô cho nó nhìn bắt mắt một chút vậy thôi, chứ cái này mình ăn tới đâu mình hay bỏ, chứ mình bỏ trước thì nó sẽ xẹp, nó nhèo xuống nhìn nó không có đẹp. Ở miền Tây thì thường ăn thì hai món vậy đó cả nhà, món kho món canh hoặc là chiên đó, nó vậy thôi. Cái này nếu xả ớt này bỏ ớt cho nên nhìn bắt hấp dẫn bắt mắt hơn nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ nêm nồi chua. Cái này chua này nãy mình bỏ me rất là nhiều, cái này chua cả nhà. Giờ mình sẽ thêm miếng đường nha. Cuối cùng thì cái nồi canh chua cũng xong cả nhà. Rồi cái nồi ớt của mình nó cũng xong luôn, bây giờ mình tắt lửa. Đó, giờ mình sẽ tắt lửa nồi ớt xong, bây giờ cá mình bỏ lại nha, mình bỏ vô lại cho nó nóng, nó nằm trên mặt. Rồi, bây giờ để lửa riu riu cho nó có cái độ nóng. Rồi mình sẽ bỏ cái rau mùi đều vô cho nó thơm. Rồi giờ mình cái nồi canh chua thì mình để chút xíu ớt vô cho nó cái độ hơi the. Nói chung the thì con mình ăn được nha cả nhà, nếu mà cay quá thì ăn không được. Đó, mình bỏ một chút xíu vô cho nó không màu được the, ăn cho nó ngon. Bỏ một chai ớt nhỏ thôi. Rồi thì đến đây thì mình cũng nấu xong các món ăn rồi. Đó. Đây. Nó xào xả ớt nha cả nhà. Đó, cái này mình xào kẹo gì nó ít nước nó mới ngon. Đó, nước sệt gì nó mới ngon nha cả nhà. Đó. Đặc biệt có ớt đồng này thì nó dẻ thịt lắm. Đây là nồi canh chua. Đó. Rồi bây giờ mình qua mình kiểm tra cái nồi cơm coi. Ồ, cái nồi cơm cũng chín luôn rồi cả nhà. Rồi thôi bây giờ mình chuẩn bị ăn cơm thôi cả nhà ơi. Rồi thì cuối cùng thì cơm cũng chín cả nhà. Đó, đồ ăn thì cũng làm xong. Thì mình mời cả nhà mình dùng cơm trưa với hai cha con mình nha. Đó. Thì hôm nay thì mình có làm ớt xào xả nè. Tại con mình ăn ớt được nhưng mình không để ớt, mình để cho ớt riêng mình ăn nha.
Đó, rồi đây canh chua, canh chua nấu với tá chê cá lóc. Rồi mình mời cả nhà mình dùng cơm chưa?